Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải. Đó là một chiếc Ford Ranger đời 2010, số sàn 2 cầu bản đủ XLT. Thì đây là toàn bộ tổng thành xe. Đối với dòng Ranger này thì có khá nhiều phiên bản về XLS, XLT và bản Wincheck. Thì đây là một chiếc xe bản đủ nhất trong bản số sàn 2 cầu. Đó. Còn bản XL là bản 1 cầu. Thì đối với dòng bán tải này thì form dáng 2010 đến 2012 thì nó mới lên form mới. Form dáng nó mới đẹp hơn. Đó. Thì đây là một chiếc xe bản đủ, đầy đủ về lót sàn thùng, lắp thùng cao, la răng đúc, móng khí và hệ thống ABS. Đây, toàn bộ tổng thành xe này, đó, đầy đủ về lắp thùng cao. Một mẫu xe bán tải mà được đánh giá là dòng vua bán tải 2010 thì hiện tại đang có giá khoảng 300, là bao gồm cả phí rút hồ sơ cho quý vị và các bạn về chạy công việc hay là chạy công trình ổn với một chiếc xe gầm cao, máy dầu và tiết kiệm nhiên liệu. Thì đây là toàn bộ hệ thống la răng này. Bản đủ XLT thì đây là la răng nguyên bản, bản XL la răng sắt. Bản XLT thì chúng ta thấy là la răng nguyên bản, la răng bản to, lốp láp lớn hơn cũng như là gầm cao hơn. Toàn bộ hệ thống phần đầu, hệ thống lưới tản nhiệt cũng như là pha đèn. Biển 24 Lào Cai. Đây. Thì đối với dòng Ranger này thì một dòng xe khá là khỏe khi quý vị và các bạn chạy công trình hay là chạy đồi núi. Với một chiếc xe hai cầu như thế này thì khá là hợp lý. Và toàn bộ hệ thống nội thất này, đó, bản đủ thì gương kính chỉnh điện và đầy đủ hai bóng khí, bóng khí bên phụ cũng như là bóng khí trên vô lăng. Đây, toàn bộ hệ thống táp ly này, táp ly nỉ nguyên, đó, táp ly nỉ nguyên, gương kính chỉnh điện. Đây, gương kính chỉnh điện này. Đó. Và toàn bộ mặt đồng hồ. Đây, máy đang nổ. Với một chiếc xe máy dầu thì bao giờ nó cũng sẽ ồn hơn so với dòng máy xăng. Tuy nhiên thì quý vị các bạn thấy là chiếc xe này gầm rất là cao và nổ cũng không hề ồn lắm. Đầu đài CD nguyên, chưa có màn hình DVD, điều hòa hoạt động rất là tốt. Đây, hiện tại thì máy đang nổ này. Đó. Đây là hệ thống cụ số và cần chuyển cầu, hai cầu cầu cơ. Đến 2012 khi lên form mới thì nó mới có cầu điện. Tất cả những chi tiết về đầu đài hay là điều hòa về phần điện đều hoạt động rất là tốt. Toàn bộ hệ thống táp ly này. Đó, và mặt táp lô cũng như là bóng khí bên phụ. Trần nỉ nguyên. Thì đối với dòng xe bán tải hay là dòng xe 7 chỗ thì khi nhu cầu lựa chọn mua về thì nó sẽ nghiêng về công việc nhiều hơn, nên là nó sẽ chạy nhiều hơn so với các dòng xe con 5 chỗ. Đó. Chúng ta chỉ có nhu cầu về chạy công trình hay chạy những cung đường khó đi, chúng ta mới cần sử dụng đến những chiếc xe bán tải hai cầu như thế này. Đấy, hay là chúng ta buôn bán nhỏ đồ đạc để được thoải mái. Đây, toàn bộ hệ thống da ghế này. Đó. Và toàn bộ mặt vô lăng. Đấy. Điều hòa hoạt động rất là tốt, máy đang nổ và điều hòa rất mát. Hệ thống bóng khí hay là logo. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của nó. Và đây là toàn bộ hệ thống khoang máy của chiếc bán tải Ford Ranger đời 2010 bản XLT số sàn 2 cầu. Đó, hệ thống ABS này. Và toàn bộ khoang máy cũng như là da máy đây. Máy rất là khô, không hề bị dỉ dầu hay ẩm ướt một chút nào cả. Thì như tôi đã nói thì đối với dòng xe này thì về độ tiêu hao nhiên liệu nó chạy trung bình khoảng 7 cho đến 8 lít dầu 100 cây. Toàn bộ răng này. Toàn bộ hệ thống tai đèn cũng như là răng trước nguyên bản. Bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngấm nước. Toàn bộ phần nỉ khoang máy và nỉ lắp cabo đều nguyên. À, keo chỉ nguyên bản. Toàn bộ hệ thống keo chỉ này. Và phần nỉ lắp cabo. Thì đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Ford Ranger đời 2010 XLT có giá 300 bao gồm cả phí rút hồ sơ. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình.
Sau đây tôi xin phép được kết thúc video. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.